Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lại nhận một chiếc SU có mã là K12. Vâng, chiếc SU này của xe lít anh em ạ, và của anh em thợ cũng gần chỗ mình thôi. Anh em nhờ mình thêm một chiếc chìa khóa nữa cho khách hàng. Vâng, với Montas thì thêm chìa khóa, khi đã có chìa khóa bảo lãnh rồi thì nó dễ lắm, nhanh lắm anh em nhé, đơn giản thôi, mình làm chỉ một tí là xong thôi anh em ạ. Vâng, và sợi cáp này thì chắc chắn là anh em phải dùng rồi. Và nếu như mà anh em có máy mà anh em không biết thì anh em cứ cấp nguồn cho máy, máy sẽ đòi cáp anh em nhé. Vâng, bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho máy trước đã. Rồi, máy đã lên nguồn. Rồi, bây giờ mình sẽ vào màn hình và vào app MotorCanTab. MotorCanTab xin chào anh Xuân Thiện, nhà phân phối máy MotorCanTab tại Hải Dương. Mời anh chọn chức năng từ menu. Vâng, và bây giờ mình phải chọn chức năng Smart Key. Mình chọn thắng Honda. Và SU này có mã là K12 anh em ạ. Vâng, anh em K12, mã K12 anh em nhé. Mình chọn K12. Và bây giờ mình chỉ thêm chìa thôi thì đã có chìa khóa bảo lãnh rồi anh em nhé. Vâng, anh em cũng mang cho mình chiếc chìa khóa bảo lãnh đây. Vậy thì thêm chìa thì quá đơn giản rồi anh em ạ. Mình vào lập trình SU. Yêu cầu sử dụng cáp nối Honda SMKPN MTB08LV02 nối MotorScanTab với SCU. Nắp kết nối các dây dữ liệu đọc KID trước khi lập trình SCU. Vâng, vậy thì với chức năng là thêm chìa thì anh em chỉ cần cắm răng, cắm rắc kết nối như thế này thôi. Và đây là mã cáp anh em này, MTB08LV02. Đây là mã cáp đây anh em. Và trong túi cáp ở theo bộ máy của mình thì máy nào cũng có đầy đủ cáp này anh em nhé. Vâng, và mình kết nối với máy MotorScanTab. Vâng, thủ tục kết nối đã xong theo như máy hướng dẫn anh em nhé. Rồi, mình bấm tiếp theo. Và bây giờ anh em chọn đăng ký khóa. Để mình chỉnh chuẩn màn hình một chút. Và trường hợp này thì anh em phải chọn cho mình là đăng ký thêm khóa. Trạng thái MotorScanTab đang làm việc. Yêu cầu chuẩn bị chìa khóa không cộng chìa khóa mới chưa đăng ký. Vâng, và mình đã có chìa khóa mới rồi anh em nhé. Đây là một chìa khóa mới anh em thợ đã đưa cho mình rồi. Mình bấm tiếp theo. Yêu cầu thao tác bấm off tất cả các khóa, bấm giữ nút hình khóa trên FOB. Biểu hiện LED trên FOB chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Vâng, và mình sẽ off chìa đi. Vâng, và đây chìa này đã off rồi anh em nhé. Chìa cũ này, chìa mà anh em thợ đưa cho mình là chìa này đang hiện hành, đang sử dụng nhé, mình không phải off đi này. Rồi, mình đã làm theo máy. Anh em nhớ nhé, off cả hai chìa khóa đi, làm theo đúng hướng dẫn. Vâng, sau khi mình đã off
tất cả các khóa đi rồi nhé, cả khóa cũ, cả khóa mới. Thì anh em bấm tiếp theo cho mình. Thao tác bấm on khóa cũng bấm giữ nút hình khóa trên FOB. Biểu hiện LED trên FOB chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Vâng, và đây là khóa cũ, phải on lên anh em nhé, theo đúng như máy hướng dẫn. Rồi, sau khi on khóa cũ rồi, anh em bấm tiếp theo. Trạng thái Moto ScanTab đang làm việc. Yêu cầu, thao tác 1, bấm off khóa cũ bấm giữ nút hình khóa trên FOB. Biểu hiện, LED trên FOB chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Thao tác 2, bấm on khóa mới bấm giữ nút hình khóa trên FOB. Biểu hiện, LED trên FOB chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Trạng thái, Moto ScanTab đang đăng. Xin chúc mừng, đăng ký khóa FOB thành công. Bấm nút mũi tên bên phải để kiểm tra lại việc hoàn tất đăng ký FOB và SCU. Bấm nút mũi tên bên trái để thoát. Trạng thái, Moto ScanTab đang làm việc. Yêu cầu, thao tác, bấm on khóa cần kiểm tra bấm giữ nút hình khóa trên FOB. Biểu hiện, LED trên FOB chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Trạng thái, Moto ScanTab. Thông báo, FOB đã được đăng ký và kích hoạt sử dụng với SCU. Vâng, vậy là mình đã đăng ký khóa thành công cho anh em thợ. Và đây là trường hợp này là đăng ký thêm khóa thì rất là đơn giản thôi anh em nhé. Thực ra thì làm các video hướng dẫn này thì mình cần làm chậm để cho anh em theo dõi thôi. Chứ còn thực ra khi anh em có máy rồi, anh em bấm thì cứ vèo vèo một tí rồi, rất là nhanh anh em ạ. Vâng, vậy thì với máy mùng táp thì anh em thao tác nó nhanh lắm anh em ạ nhá. Đặc biệt là bây giờ thay SU mới đấy, hoặc là thay một chiếc SM cũ thì anh em có bộ renew, anh em chỉ cần renew SM một cái là tắt bật khóa điện đã nổ máy rồi, nhàn hơn ngày trước rất là nhiều anh em ạ. Vâng, và các chương trình mua máy mùng táp thì anh em thấy là khi anh em mua máy mùng táp từ nhà phân phối của mình, anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em các chương trình khuyến mại, rồi các phần quà tặng, rồi chắc chắn là khi anh em mua máy ở chỗ mình thì anh em sẽ vào cộng đồng riêng mình lập ra và anh em sẽ được mình hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng anh em nhé. Và anh em nên nhớ là gì, hỗ trợ chuẩn kỹ thuật, đấy mới là điều quan trọng anh em ạ. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết anh em cứ trực tiếp liên lạc với số máy điện thoại chạy phía dưới màn hình anh em nhé, và anh em cứ gọi điện Zalo theo số đó, tất cả anh em đều có thể gọi điện Zalo cho mình được, không cần phải kết bạn anh em nhé. Vâng, vậy thì các chương trình mua máy mình cũng đã thông tin rất là kỹ rồi ở các video rồi đấy. Hôm nay mình cũng không thông tin lại nữa, bởi vì anh em theo dõi kênh của mình thì mình cũng đều thông tin ở cuối các video thì anh em cũng đã nắm bắt được rồi đúng không ạ. Vâng, mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.